Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Vài thập niên trước, địa cầu bạo phát một hồi dị thứ nguyên phong bạo. Đại lượng thần, tiên, quỷ, quái, tiên sứ, ác ma, tinh linh bị phát hiện. Đám dị thứ nguyên sinh mệnh này được chia làm phàm thai, truyền kỳ, sử thi, thần thoại bốn cấp bậc. Năng lực cùng sức phá hoại của bọn chúng vượt xa nhân loại tưởng tượng. Nhân loại thuộc về tầng dưới chốt phàm thai cấp. Nhưng nhân loại có thể thông qua tu luyện nguyên khí tăng cường tố chất của thân thể. Từ bỏ tu luyện nguyên khí quyết, còn có một loại phương thức có thể tăng nhanh tốc độ nhân loại tiến hóa. Đó chính là săn giết dị thứ nguyên sinh vật, đoạt lấy thứ nguyên kết tinh từ chúng nó cho bản thân sử dụng. Những nơi ở dị thứ nguyên sinh vật cực kỳ hung hiểm. Nhân loại khi tiến vào cơ hồ lắm chắc 9 phần chết. Chu Văn. Chu Văn. Năm đó, lão hiệu trưởng coi trọng hắn như vậy. Thế mà hắn lại. Thu Bạch Hà, thiên tài được chia thành hai loại. Một loại là Chu Văn, mặt khác là Kỳ Tha. Chuồn thôi. Lão hiệu trưởng, ngài nhìn nhầm rồi. Từ khi đạt được cái di động thần bí này, ta sinh hoạt liền hoàn toàn thay đổi. Không hề nghiêm túc đi học, không hề khắc khổ tu luyện, tất cả đều tập trung vào trò chơi ở trong chiếc điện thoại di động này. Trước dùng một giọt máu để khởi động máy, sau đó mở ra app phó bản. Lại nhỏ thêm một giọt máu để tạo nhân vật. Đại công cáo thành. Tăng lên năng lực của nhân vật ở trong trò chơi cũng sẽ tăng lên thực lực bản thân ở trong hiện thực. Đã an toàn còn nhanh chóng, thật sự là quá tuyệt vời. Tiêu diệt phàm thai sinh vật, đại lực nghĩ. Tiêu diệt phàm thai sinh vật, đại lực nghĩ. Ở liên bang, 16 tuổi có thể luyện ra nguyên khí cũng không ít, nhưng giống như là Chu Văn, không dựa vào ngoại lực chỉ tu luyện khổ thiền mà ra được nguyên khí, chỉ sợ là không có mấy cái. Vốn dĩ trường chúng ta đều nhận định tương lai của Chu Văn nhất định là sẽ nổi danh. Năng lực của hắn, ở thí nghiệm thực chiến lấy vị trí đệ nhất không có vấn đề gì cả. Nhưng không nghĩ tới. Một tháng trước đây, có người muốn đối chiến với Chu Văn. Hơn nữa còn là nữ sinh. Là học sinh từ đâu mới chuyển tới vậy? Vừa đến liền khiêu chiến với số 1. Thật là cuồng vọng. Chúng ta lúc trước đã gặp mặt. Tới đi. Vậy ta liền không khách khí. Chu Văn bị one shot thật mạnh. Nàng tên là gì? An Tĩnh, nhất định là do nàng. Từ Chu Văn bị An Tĩnh một chiêu đánh bại, hắn liền không gượng dậy nổi, cả ngày không phải ngủ thì chính là chơi game. Ơi, cứ tiếp tục như vậy mà nói, ta liền quá ngưu bức. Lại đạt được kết tinh. Hấp thu.
Thứ nguyên kết tinh ở trong trò chơi một khi được nhân vật hấp thu sẽ đề cao thân phận của người chơi năng lực. Không chỉ có như vậy, thông qua trò chơi, người chơi còn có thể nhìn ra được chỉ số của bản thân. Một tháng trước đây, thuộc tính của ta là như này. Số mệnh cấp bậc phàm thai, lực lượng 7, tốc độ 4, thân thể 7, nguyên khí 1, nguyên khí quyết, khô thiền, nguyên khí kỹ không có, nguyên khí sủng không. Hiện tại, Chu Văn, sinh mệnh cấp bậc phàm thai, lực lượng 9, tốc độ 5, thân thể 8, nguyên khí 4, nguyên khí quyết khô thiền, kỹ năng 0. Ơi, ta chỉ là thành thật tu luyện khổ thiền, chỉ sợ mấy năm cũng chưa chắc đã có thể có tiến triển nhanh như vậy. Tiếc nuối duy nhất là kết tinh trong trò chơi không thể nào mang ra hiện thực. Bằng không, ta chỉ cần tùy tiện bán một ít kết tinh cấp thấp, cũng đủ cho bản thân sống khá giả. Đây, đây nè. Màu đỏ biến dị đại nghĩ. Tốc độ rõ ràng so với đại lực nghĩ nhanh hơn. Lực lượng cũng vậy. Nhưng nếu có đầy đủ thời gian không phải là không thể nào chiến thắng, chỉ là... Quái càng ngày càng nhiều. Phương Nhược Tích, làng ta sẽ không phải là tới tìm ta đi. Đáng chết, ở loại thời điểm này tuyệt đối không thể nào để làng ta phát hiện di động bí mật, bằng không phiền toái lớn rồi. Nhưng trong lúc chiến đấu không cách nào rời khỏi, làm sao đây? Rốt cuộc tìm được người, Chu Văn. Có việc gì sao? Bình tĩnh. Trong mắt người ngoài, ta chẳng qua là một tên nghiện game mà thôi. Khảo thí tốt nghiệp thực chiến, ta hy vọng cậu có thể gia nhập đội ngũ với ta. Mời ta gia nhập đội ngũ của cô. Vì cái gì cô lại tìm ta? Đầu mẹ tí thì chết. Ta muốn tận lực tranh thủ ở khảo thí thực chiến được điểm cao, cho nên cần đồng đội đủ mạnh. Mà cậu có thực lực như vậy? Ý cô là ta hơn một tháng trước. Ý của cô là ta của hơn một tháng trước. Đối với ta, Chu Văn vẫn là Chu Văn, không có gì khác. Cậu vẫn là đối thủ duy nhất ta coi trọng. Vậy cô đặt An Tĩnh ở đâu cơ chứ? Cậu còn chưa biết An Tĩnh đã chuyển trường hả? Ta tuy rằng không biết An Tĩnh có địa vị gì, nhưng nàng ta khẳng định đã siêu việt phàm thai cấp bậc. Nàng ta tới cùng rời đi đều quá đột ngột, làm cho ta có cảm giác nàng giống như là chuyên môn tới để đánh cậu một trận vậy. Ta còn tưởng rằng cậu đã sớm nhận thức nàng ta, hơn nữa còn cùng nàng có xích mích. An Tĩnh? Sao có thể, ta chưa từng gặp nàng ta bao giờ, cũng không có khả năng có xích mích. Vậy là ta suy nghĩ nhiều rồi. Nói trở lại chuyện tổ đội, câu trả lời của cậu là gì? Nếu cô thấy ổn thì ta cũng không ngại ôm đùi một lần. Một lời đã định, hai thành viên khác ta đã tìm được. Sau này, mỗi ngày buổi chiều bốn người chúng ta liền cùng nhau tập luyện, để đảm bảo lúc khảo thí thực chiến có thể phối hợp ăn ý. Thắng rồi. Biến dị đại lực nghĩ, thứ nguyên kết tinh. Trốn không thoát, hấp thu nó trước đã. Game over. Bỏ đi, về nhà lại xem thuộc tính sau. Đây là kết tinh gì, sao lại mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ kết tinh vừa rồi là nguyên khí, là nguyên khí kỹ kết tinh ở trong truyền thuyết? Chỉ là không biết nguyên khí kỹ này là cái gì. Đây, đây là nguyên khí kỹ đại lực thần quyền thất đoạn. Chu Văn, ta không có nói giỡn, Chu Văn chính là đồng đội thứ tư của chúng ta. Nhược Tích, Chu Văn có thực lực chúng ta đều biết, nhưng hắn đã hơn một tháng không có huấn luyện rồi. Sợ là rất khó khôi phục lại tiêu chuẩn lúc trước. Mục tiêu của chúng ta là khảo thí thực chiến hạng nhất. Chu Văn không chắc đã được lựa chọn đúng đắn. Bằng không như vậy đi, Trịnh Di cùng ta có vài phần giao tình, để ta mời hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta được chứ? Khảo thí thực chiến quan hệ rất lớn,
sau này có thể tìm được công việc tốt, thậm chí là cơ hội tiến vào xã hội thượng lưu, đều cùng nó có quan hệ. Huống chi đồng đội mạnh yếu còn ảnh hưởng tới an toàn tính mạng của bản thân, cho nên bọn họ suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Trịnh Di, tuy rằng thực lực cũng đủ ưu tú, nhưng theo ta Chu Văn vẫn là nhân tuyển tốt nhất. Như vậy đi, nếu Chu Văn không ngại, chúng ta liền làm một cuộc thí nghiệm nhỏ, chờ có kết quả thí nghiệm thì việc Chu Văn có thích hợp gia nhập đội ngũ hay không liền có thể làm rõ. Thí nghiệm như thế nào? Đơn giản, ta là người yếu nhất ở trong ba người, để Chu Văn đánh với ta một trận. Chỉ cần hắn thắng ta liền có tư cách gia nhập đội ngũ, lại không tính là khi dễ hắn đi. Ta không thành vấn đề. Bất quá thực chiến quá nguy hiểm, ai bị thương đều không tốt. Trong trường học có máy trắc nghiệm lực lượng, bất quá số liệu quá không thú vị. Chúng ta lấy quyền đối quyền, ai lui về phía sau liền tính thua, ngươi thấy thế nào? So đấu lực lượng. Điền Hướng Đông tu luyện lôi đình công, này là nguyên khí quyết thiên và bùng nổ lực lượng, hơn nữa hắn còn biết nguyên khí kỹ lôi quyền. Chu Văn mặc dù là tu luyện khổ thiền, nhưng hắn chưa bao giờ mua sắm nguyên khí kết tinh phụ trợ tu luyện. Hắn là do trong nhà tương đối khó khăn, khả năng tới nguyên khí kỹ cũng không có. Để xem Chu Văn làm sao mà ứng đối. Vẫn là đi trường học thí nghiệm lực lượng đi. Ây, làm sao ngươi sợ? Đúng vậy, ta sợ một quyền đem ngươi đánh chết. Ngươi tới trước hay là ta? Thế nào cũng được. Vậy để ta tới trước đi. Power 7. Lực lượng do máy đo cùng số liệu trong trò chơi có chút khác, nhưng cũng không kém được quá nhiều. Trước khi đạt được thần bí di động, lực lượng của ta cũng chỉ có 7. Mời. Giữa trưa mà còn có người dùng phòng dụng cụ. Trước không cần kinh động bọn họ, chờ đã. Người vừa mới huy quyền là Chu Văn. Power 10. 10 làm sao có khả năng? Chẳng lẽ Chu Văn không có sa ngã, hắn ở trên lớp luôn ngủ là do bản thân luyện tập quá vất vả? Vẫn là lão hiệu trưởng tinh mắt. Phàm thai liền có lực lượng cấp 10, dù là quy đức phủ, sợ là cũng không có mấy người đạt được. Thốn quyền. Hắn thế là sử dụng loại quyền khó khăn nhất. Không cần nguyên khí kỹ, mà lại đánh ra lực lượng cấp 10, thật sự là quá đáng sợ. Được, ngươi có đủ tư cách. Bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng được ta thì hoàn toàn sai rồi. Tránh ra. Cái tên Hướng Đông này, chết cũng muốn mất mặt. Lôi quyền. Nguyên khí kỹ. Bạo. Power 11. Thế nào? Không tồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi không được cứ nói thẳng. Bại bởi ta cũng không tính nào mất mặt. Thứ này đều bị hỏng, trường học sẽ không bắt đền ta đi. Trường học sẽ không bắt ta đền tiền đi. Ngươi nếu đem nó đánh hỏng thì ta giúp ngươi đền. Được, vậy thì ta yên tâm rồi. Chu Văn trang bức lớn thật. Đây là dụng cụ chuyên để đo lường lực lượng. Tuy rằng tối đa chỉ có thể đo được tới 20 điểm, nhưng đối với học sinh cao trung mà nói thì có thể đạt tới cực kỳ ít, chứ đừng nói đến việc đánh hừ. Nguyên khí kỹ.
Máy đo có hạn mức tối đa là 20, nhưng đại biểu nó chỉ có thể thừa nhận được 20 điểm lực lượng. Muốn đem nó đánh nổ, chỉ sợ sức đánh cũng đã đạt đến nguyên khí kỹ bát, cửu đoạn mới có thể. Trên thế giới này có hai loại thiên tài, một loại là Chu Văn, loại còn lại chính là những thiên tài khác. Lão hiệu trưởng, vừa nãy ngươi nói mình đền tiền sẽ không trốn đó chứ? Yên tâm đi, người anh em, ta sẽ đền tiền. Đều là đồng đội với nhau, cứ để ta lo. Ây, gia hỏa này so với tưởng tượng của ta còn thú vị hơn nhiều. Lời nói của Phương Nhược Tích đã nhắc nhở ta. Cường giả truyền kỳ, căn bản khinh thường ra tay đối với phàm thai. An tĩnh thế mà chủ động động thủ với học sinh cấp phàm thai như ta. Ta từ bé chưa từng rời khỏi Quy Đức Phủ, sao lại có khả năng đắc tội với loại nhân vật này? Con trai, ngươi có rảnh thì đến dự đám cưới của ta hay không? Lão cha, cha lại cùng ai kết hôn nữa vậy? Chờ lát nữa ta gửi ảnh cho ngươi xem mặt. Thấy thế nào? Ta tìm cho ngươi mẹ kế không tệ chứ? Cô ấy tên là Âu Dương Nam. Hôn lễ được tổ chức ở đâu, khi nào? Lạc Dương, đại khái là một tuần sau. Một tuần sau, vừa lúc diễn ra khảo thí thực chiến, con không đi được. Đúng rồi cha, cha có biết cái hộp bánh ở trên gác xếp hay không? Hộp nào cơ? Chính là cái hộp dài khoảng 30 phần, bốn phía có hình bánh quy ấy. Đó là cái hộp bánh hồi nhỏ ta thường hay ăn. Bất quá nó sớm đã không còn bán nữa. Cái hộp đó chắc là lúc trước còn sót lại. Có chuyện gì sao? Bên trong hộp có một chiếc điện thoại di động. Là cha bỏ vào à? Điện thoại di động? Có phải là cái điện thoại toàn thân màu trắng, màn hình màu đen, không có phím ấn phải không? Không sai, chính là nó. Nó là của cha à? Không, nó là của ông nội người. Người mà không nhắc thì ta cũng quên luôn rồi đó. Của ông nội? Ông nội nội? Ông nội có nó từ đâu? Trước kia Quy Đức cổ thành trùng kiến cần phải tu sửa lại rất nhiều công trình. Ông nội người năm đó là một thợ mộc, cho lên tới Quy Đức cổ thành làm việc. Có một ngày công trường của ông ấy làm việc đào được một cái giếng cổ. Bên dưới của nó có hào quang lập lòe, đám công nhân còn tưởng là đào được hộp bảo gì đó. Ai ngờ ở dưới lại chỉ có một chiếc hộp gỗ cũ. Đặt trên có rất nhiều khe hở, mặt trên có rất nhiều khe hở. Hào quang là từ những khe hở đó truyền ra. Bên trong đó thì chỉ có một chiếc điện thoại di động. Khi mọi người cầm nó lên thì không còn ánh sáng nữa. Mặt trên cũng không có nút hay là chỗ cắm sạc gì cả. Đám người toàn bộ đều thất vọng, cho rằng đó là trò đùa của ai đó làm ra để trêu họ. Bọn họ đều không hứng thú nữa. Sau cùng chiếc điện thoại đó được ông nội của ngươi tùy tiện đem vào bao công cụ mang về nhà. Ta khi còn nhỏ từng cầm mang ra tiệm cầm đồ, hy vọng kiếm được một ít tiền tiêu vặt. Kết quả nó không đáng một đồng nào, ta liền đem nó ném vào hộp bánh. Ngươi chẳng lẽ muốn cầm nó bán đi? Ây, di động này trước kia chưa từng hoạt động, may mắn trước kia không ai mua, bằng không bây giờ muốn khóc cũng không được. Sao có thể hoạt động được? Đã nhiều năm như vậy, không hỏng thì cũng hết điện. Được rồi, giờ ta còn có việc. Ta gọi cho ngươi chỉ để báo cho ngươi biết thôi. Đến hay không thì tùy ngươi. Ây, từ Quy Đức cổ thành đào ra hay sao? Khảo hạch thực chiến ở trong Quy Đức cổ thành. Có cơ hội liền tìm hiểu xem sao. Không xong, quên hỏi lão cha có đắc tội với ai bên ngoài hay không. Mấy ngày sau, đứng lại. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thật là đáng sợ. Người kia là ai vậy? Chu Văn, xin lỗi, bằng hữu của ta mời ta qua đội của hắn, ta không thể nào cùng tổ với đội ngươi rồi. Điền Hướng Đông hiện giờ rời đội, không biết Phương Nhược Tích có dự phòng hay không. Giờ mà đi tìm chỉ sợ không tìm được ai có năng lực. Lý Trí, lão Điền rời đội rồi, ngươi có biết hay chưa? Xin lỗi, bởi vì một số nguyên do nên ta cũng không thể nào cùng ngươi tham gia khảo thí được. Vì cái gì? Đừng hỏi, tóm lại là ta xin lỗi ngươi. Chu Văn, xin lỗi ta biết rồi, không sao đâu. Người xin lỗi là ta mới đúng,
Có người muốn đối phó với ta khiến các người bị liên lụy. Nhân lúc còn sớm mau đi tìm thành viên đi. Nhất định là phải đạt thành tích tốt đấy. Chu Văn, ta không thể nào nói cho ngươi biết người đó là ai. Nhưng người đó thế lực vô cùng đáng sợ. Ngươi cần phải cẩn thận đấy. Sắp tới thời gian khảo thí rồi. Hiện giờ đi đâu tìm được đồng đội đáng tin cậy đây? Chu Văn, ngươi tới đây một chút. Dư lão sư. An Đốc Quân là một tôn xưng quan chức. Hắn tên thật là An Nhiên Tá. Ngươi thực sự không quen hắn? Không quen biết. Vậy thì kỳ lạ. Ngươi nếu không quen biết với An Đốc Quân, vì sao hắn tới Quy Đức Phủ thị sát, điểm danh phê bình một học sinh như người? An Nhiên Tá kia rốt cuộc là người nào? Liên bang địa cầu được chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn cái quân khu. Vị An Đốc Quân này tuy tuổi còn trẻ, nhưng do xuất thân từ danh môn, mới gần 20 tuổi đã có địa vị rất cao, là quan chức lớn tại quân danh Đông Khu, tay nắm thực quyền. An Nhiên Tá muốn nhắm tới ta, cái đó thì ta không chắc, nhưng hắn nói ngươi một câu không tốt thì có rất nhiều kẻ muốn nịnh bợ hắn. Nếu là quan lớn thì hắn không biết một câu nói của hắn có thể hủy hoại tiền đồ của một người hay sao? Còn nữa, An Đốc Quân có thể có quan hệ với An Tĩnh hay không? Có khả năng. Những chuyện này sau này có thể làm rõ cũng không muộn. Hiện giờ quan trọng là ngươi cần tìm một đội ngũ để báo danh tham gia khảo thí. Hạn chót báo danh là ngày mai, muộn hơn sẽ không kịp. Lần này ngươi cần tìm đồng đội không thể nào là học sinh bình thường được, hả? Trường của chúng ta có một học sinh là Lý Huyền. Nếu hắn tình nguyện tổ đội với ngươi thì sẽ không có ai làm khó ngươi nữa. Bất quá điều kiện là ngươi cần phải toàn lực giúp hắn lấy được thành tích tốt. Hơn nữa hắn còn phải là người thành tích tốt nhất ở trong đội. Ý thầy là muốn ta làm đả thủ cho Lý Huyền. Ơi, ngươi tuy rằng không lấy được tiểu đội đệ nhất, nhưng so với việc không được tham gia tốt hơn nhiều. Vậy phiền dư lão giúp ta liên hệ một chút. Lão cha, ngươi có biết ai tên là An Tá hay không? An Nhiên Tá hay không? Ngươi làm sao biết được An Nhiên Tá là anh của ngươi? Anh của ta? Thiên Tá là con của Tiểu Nam. Ta cưới Tiểu Nam. Hắn tự nhiên là anh trai của người. À đúng rồi, ngươi còn có một tiểu muội muội tên là An Tĩnh nữa. Thiên Tá là tiểu Nam nhi tử. Ta cưới Tiểu Nam nên hắn dĩ nhiên trở thành đại ca của người. Hơn nữa, ngươi còn có một muội muội tên là An Tĩnh, cái gì? Cha, người cùng An Thiên Tá quan hệ thế nào? Rất tốt, Thiên Tá cùng với Tiểu Tĩnh đều rất tôn kính ta. Vậy sao họ lại đối với ta như vậy? Chẳng lẽ nội tâm của bọn họ cũng không tán đồng lão cha cùng với Âu Dương Nam kết hôn? An Tĩnh có thể tùy tiện đánh bại ta, An Thiên Tá thì chỉ cần một câu liền ta, thiếu chút nữa không có tư cách thi đại học. Ây! Xét tới cũng là do ta quá yếu. Nếu ta là cường giả cấp sử thì bọn họ có thể làm khó dễ được ta hay sao? Mấy ngày này ta đều gặp được biến dị đại lực nghĩ. Nhưng trừ bỏ lần đầu tiên đạt được bạo nguyên khí kết tinh ra, sau đó 10 con đều không có gì cả. Nhân phẩm của ta thật tệ. Uầy, trúng số rồi. Lần này mà xuất hiện cộng sinh chứng, nó liền có cơ hội có được cộng sinh sủng vật. Nhưng theo ta được biết, phàm thai cấp rất ít xuất hiện cộng sinh chứng. Trên cơ bản đều phải tới truyền kỳ cấp mới có khả năng, mới có năng lượng hạt nhân để sinh ra cộng sinh sủng vật. Thề sống chết đi theo, thề sống chết đi theo, thề sống chết đi theo. Đau đầu quá. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là cộng sinh thành công? Biến dị đại lực nghĩ. Triệu hồi ra thử xem sao. Ê, làm sao để triệu hoán ra đây? Trong đầu nghĩ tới huyết sắc tiểu nhân cùng đại lực nghĩ kỹ năng. Quyền sao? Này hẳn là cộng sinh trạng thái.
Nghe nói đối với người sử dụng có thể sinh ra thêm hiệu quả đại lực nghĩ thì hơn phân nửa là gia tăng lực lượng. Biến dị đại lực nghĩ. Ở nhà vô pháp kiểm nghiệm lực lượng gia tăng bao nhiêu, bỏ đi. Trước nhìn cộng sinh sủng vật đã. Giống con bọ ngựa vãi. Sao lại dọa ngươi như vậy? Rõ ràng ở trong trò chơi còn rất đáng yêu. Ơi, có cơ hội cưỡi nó ra ngoài thử một chút mới được. Ngày hôm sau, Lý Huyền tính cách có điểm trương dương, bất quá cũng phải là xấu. Người chỉ vì khảo thí mà đến, mặt khác không cần để ở trong lòng làm gì. Dư lão sư yên tâm, tao biết phải làm như nào. Ta tới tìm Lý gia nhị công tử, xin mời đi bên này. Dư lão tới rồi, ngồi xuống cùng uống một ly đi. Không uống, buổi chiều ta còn phải lên lớp. Lý Huyền, đây là Chu Văn mà ta đã nói tới. Năng lực của hắn rất mạnh, hắn sẽ là trợ giúp ngươi lấy được thành tích tốt. Dư lão yên tâm, xem mở mặt mũi lão ta liền cho hắn đi theo. Lấy cái thành tích ở nhóm trên hắn là không có vấn đề gì. Vậy được, ta liền trở về trường học trước, ngươi cùng với Chu Văn thương lượng một chút công việc cụ thể đi. Chuyện báo danh ta sẽ giúp ngươi làm. Mấy ngày này ngươi liền lưu lại nơi này cùng với Lý Huyền làm quen, tới lúc khảo thí thực chiến cũng nhiều thêm mấy phần nắm chắc. Cảm ơn Dư lão sư. Chu Văn đúng không? Ta nghe người nói qua người Quy Đức cao trung đệ nhất thiên tài. Đây là đồn mà thôi, không phải sự thật. Cũng đúng, loại địa phương nhỏ như là Quy Đức phủ làm gì có thiên tài. Dù thật sự là thiên tài thì cũng sẽ không bị An Tĩnh một chiêu đánh bại. Đây, phối hợp huấn luyện liền không cần. Đến lúc đó ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo chúng ta là đủ. Được thôi. Ngươi có uống rượu hay không? Mấy bình này ngươi có thể dùng thoải mái. Mấy vị tỷ tỷ này ngươi cũng có thể tùy tiện chọn. Cảm ơn, ta không uống rượu. Chịu một chút đả kích liền sa ngã. Dư não vì loại gia hỏa này kéo xuống mặt ra tới cầu ta, thật là không đáng giá. Ngươi quá xấu rồi. Tiểu ca ca đang chơi trò gì vậy? Chơi rất vui hay sao? Rất vui. Có chơi vui bằng ta hay không? Phân Dực Phi Văn. Tiểu ca ca, chúng ta tới làm một ít chuyện thú vị đi. Tốc độ nhanh quá, đánh không trúng được. Ngươi nhìn ta này. The fuck. Nguy hiểm rồi. Ngươi. Game over. Ngỏm rồi. Tiểu tử này có chút ý tứ.